vào thử kẹp vào hai cây để ý vào. Hai cây thì kiểu một cây nó tì mạnh hơn, nó chảy ra sau á. Đúng rồi. Nhưng mà một cây cái này mình tắt ra rồi thì mình có thể nó bị ấy. Chúng ta vào chạy thử xem lúc